thăm đền xứ Nguyệt Nghi nơi nào. Lân sơn phượng múa chắp hai hàng châu chúa sơn trang cánh anh khuya tiếng suối dịu dàng đi. Vẫn nghe như gió rục mây rừng vắng chốn này chốn này đã hay hiền ứng từ ngày tiền lễ sớm sơn khê có nhà thế kiệt ứng mộng thần mà an nguyệt hoa khai sinh ra tiên nữ kỳ tài. Tiên ly cổ mấy ai chắc chắn rằng tiên nữ trên trời vì duyên hay nợ xuống nơi hồng trần. Xưa nay tiên cổ mấy ai chắc chắn rằng tiên nữ trang đài vì duyên hay nở xuống nơi hồng trần.
xong thân than thở Chúa gặp thần. Quỳ cốc chốn rừng xanh thương người hiếu đạo tính tình. Bao nhiêu phép lạ quyền hành truyền cho. Xuân về đắc đạo tiên ra phép tiền linh ứng hay là coi ra khắp hết cửa nhà cát hùng. Đôi tay kia đôi kia là bên cạnh. Ý, 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 à, à, à.
mình hai hoa, hai trăm hoa đem về rừng mẫu, độ cho đồng dân đậu tai hoa. Cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, thành đồng con nhà khói phụng thờ. 30 mùng 1 người tư hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm người tư. Đem cho trăm họ giàu sang đời đời, đem cho trăm họ đời đời giàu sang. Chân xuống đi, xin nhiều đường lầm đôi. Xuân ngao ngán chờ ai, hoang hoàng mưa là đóa hoa nhài. Hoang hoàng mưa là đóa hoa nhài, thủy chung vạn họ sắc xài hoa mẫu đơn. Lập hết trăm sen ngàn suối, khúc trăng vàng hoa bưởi hoa chanh, đôi tay tiên địa là tiên cảnh. Đến đây ngũ ca trên dân gian cối linh, hài hoa dạo chơi khắp nơi. Chim oanh lưu lộ rộn ràng cất tiếng ca thank you.
cửa nhà cát hung. Điềm lành giữ ở trong tờ điệp, phép linh tiên điểm yết quỷ lang chạp xanh đà bóng trời ban. Trời ban tiền đài gieo què bắc nam hải hùng, đất bố hạ lấy lưng từ đây danh tiếng đồn vang tới muôn dân, phép tiền xem bói nhập thần. Trong gia sư thăng nghi trầm ra sao, dù ai bị ma cao phù quyết bệnh thời làm chẳng biết căn do, linh phù bùa yểm chú cho. Tâm khấn nguyện tiến văn trầu chúa nguyệt cùng ngài.